Có, tớ đang mang. Tớ Phạm Thu Hiền. Tớ Lương Trúc Quỳnh. Tớ Nguyễn Hồng Nhung. Và tôi là giáo viên lịch sử của lớp 12-1 trường trung học cơ sở trung học phổ thông Cộng Đồng. Hôm nay nhóm của chúng tôi đã có dịp hành hương về Côn Sơn, vùng đất bừng tụ từ lên ngũ nhạc, cũng là nơi đại thi hào của dân tộc Nguyễn Trãi sinh ra và lớn lên. Như mọi người cũng biết, Nguyễn Trãi là vị anh hùng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới. Ông đã để lại cho chúng ta rất nhiều tác phẩm lớn, mà gần đây nhất nhóm học tập của chúng mình đã tìm hiểu về bài thơ Cảnh Ngày Hè, Bảo Kính Cảnh Giới. Hiện giờ chúng mình đang đứng tại Côn Sơn, nơi mà ông đã từng ở ẩn, và ông đã gửi gắm rất nhiều tình cảm gắn bó và thân thiết với mảnh đất này. Khu di tích Côn Sơn nằm ở xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và một trong 23 di tích lịch sử quan trọng nhất. Ở nơi đây, ông đã tiếp nhận những tư tưởng nhân nghĩa đầu tiên. Những tư tưởng nhân nghĩa ấy về sau xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm của ông, mà đặc biệt chính là Bình Ngô Đại Cáo. Nhóm học tập về Bình Ngô Đại Cáo đã ăn ngoài những kiến thức về ngữ văn thì các em đã tích hợp được nhiều kiến thức của các bộ môn khác, trong đó có bộ môn lịch sử của ông. Thưa các bạn, khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu vào năm 1418 và kết thúc vào năm 1427 là đỉnh cao của toàn bộ phong trào đấu tranh giải phóng đất nước vào đầu thế kỷ 15. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh suốt 10 năm ròng cùng với Lê Lợi, Nguyễn Trãi là linh hồn và đầu não của khởi nghĩa. Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô Đại Cáo để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh, giành đại độc lập cho Đại Việt. Tuy nhiên, giá trị bài cáo này còn được lịch sử dân tộc ghi nhận là một bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước Việt Nam, sau bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt và trước bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Hồ Chí Minh. Là một đại cáo, một văn kiện lịch sử quan trọng, Bình Ngô Đại Cáo cũng là bản anh hùng ca, là áng thiên cổ hùng văn. Tác phẩm này đã đưa Nguyễn Trãi lên hàng đầu trong số các tác gia văn học của một nước Đại Việt lấy văn hiến giữ nước, như lời nhận xét của Ngô Thì Nhậm, thế kỷ 18. Nét đặc sắc của Bình Ngô Đại Cáo trước hết được thể hiện ở nghệ thuật lập luận sắc sảo, chặt chẽ, đó là kết cấu mạch lạc và đầy sức thuyết phục. Người viết đã đi từ lý tưởng độc lập tới việc tố cáo tội ác của kẻ thù khi chúng vi phạm quyền độc lập của Tổ quốc ta. Tiếp đó là quá trình chiến đấu và chiến thắng của quân và dân Đại Việt, để rồi bài cáo kết thúc bằng lời tuyên ngôn về nền độc lập dân tộc. Các bạn thân mến, chúng ta ai cũng hiểu tác phẩm văn học là một trình thể thống nhất, sinh động mà giá trị toàn vẹn của nó là giá trị tổng thể của mọi phần, mọi đoạn theo một cấu trúc, nghệ thuật nhất quán, một chủ đề tư tưởng xuyên suốt. Nói đến giá trị lịch sử và giá trị văn học của Bình Ngô Đại Cáo, không thể không đề cập đến đoạn văn mở đầu của tác phẩm. Đây chính là sự tỏa sáng của một trí tuệ siêu Việt, một trái tim lớn, một khát vọng lớn, một hoài bão lớn, một tầm nhìn vượt thời đại của Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Mở đầu bài Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi khẳng định, từng nghe, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Nhân nghĩa là tư tưởng chủ đạo của Bình Ngô Đại Cáo, là mục tiêu chiến đấu vô cùng cao cả và thiêng liêng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Câu 1. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, nhân là lòng thương người, nghĩa là làm việc thiện, việc phải, là làm tròn bổn phận. Đây chính là khái niệm trung tâm của luận lý Nho giáo, chỉ quan hệ tốt đẹp giữa người với người trong cộng đồng. Nguyễn Trãi đã tiếp thu tư tưởng nhân nghĩa của Nho giáo theo hướng lấy lợi ích của nhân dân và của dân tộc làm gốc. Chữ nhân của ông gắn liền với chữ dân, với tình cảm thương yêu người lao động, gắn liền với hạnh phúc, sự no ấm, yên bình của người dân trong một đất nước độc lập và hòa bình. Cũng ở câu mở đầu này, với nghệ thuật gậy ông đập lưng ông, Nguyễn Trãi dùng chính những luận điểm kinh điển của tư tưởng Trung Hoa, từng được các bậc thánh hiền như Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Mạc Tử, đúc kết mà bọn tướng Minh đều đã học thuộc nằm lòng, để chúng phải suy ngẫm về tội ác của chúng. Đó là dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế, gây bình kết oán trải 20 năm, đến bại nhân nghĩa nát cả đất trời ở đất Đại Việt này. Câu 2. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Sách Thượng Thư, một bộ sách ghi lại lịch sử từ thời Thượng Cổ, là một bộ tài liệu lịch sử cổ có câu: điếu dân phạt tội. Điếu là thương xót, phạt là trừng trị kẻ tàn bạo. Điếu dân phạt tội có nghĩa là vì thương dân phải đánh quân tàn bạo. Đặt ở hoàn cảnh nước ta đang trong họa diệt chủng của giặc Minh xâm lược, nhân nghĩa yêu nước, thương dân với chủ tướng Lê Lợi và quân điếu phạt của ông là phấn đấu đến cùng chống giặc ngoại xâm, diệt bạo tàn, vì độc lập của nước, vì hạnh phúc của dân. Đứng vững trên lập trường nhân nghĩa ấy, Nguyễn Trãi khẳng định, dân tộc ta vùng lên chiến đấu chống xâm lược,
bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, cũng tức là bảo vệ quyền sống của người dân Đại Việt là hoàn toàn phù hợp với đạo lý nhân nghĩa. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Thưa các bạn, như vậy, từ lập trường nhân nghĩa, Nguyễn Trãi đã đưa ra quan điểm về quyền dân tộc và định nghĩa về đất nước thật rõ ràng, hoàn chỉnh, khoa học và được chứng minh bằng những thực tiễn lịch sử. Nếu như gần 400 năm trước, trong năm Quốc Sơn Hà, Lý Thường Kiệt mới khẳng định được hai yếu tố là lãnh thổ và chủ quyền. Năm Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, trên ý thức quốc gia, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư, thì với Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đã bổ sung thêm lịch sử, văn hiến, phong tục và nhân tài. Đại Việt có một lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển từ trước, đã có nền văn hiến đã lâu. Đại Việt có lãnh thổ, biên giới, cương vực riêng, núi sông bờ cõi đã chia từ rất xưa và có một nền văn hóa, phong tục, tập quán cũng khác biệt với các quốc gia khác. Câu văn này trong Bình Ngô Đại Cáo khiến chúng ta nhớ tới lịch sử của ông cha ta đã chống lại chính sách Hán hóa thâm hiểm kéo dài suốt ngàn năm Bắc thuộc và được áp dụng thêm 20 năm thời Minh thuộc từ năm 1407 đến năm 1427. Và gần đây nhất, tức năm 1427, là luận điệu láo xược của Vương Thông. Khi hắn ngoan cố kéo dài thời gian cố thủ trong thành Đông Quan ra hàng rút quân về nước với lý do Đại Việt là đất của Trung Hoa, không thể tùy tiện bỏ đất mà về được. Trong thư dụ hàng Vương Thông, Nguyễn Trãi khẳng định chủ quyền của dân tộc mình. Từ đời xưa, đế vương trị thiên hạ chẳng qua 27 châu, giao chỉ là ở ngoài 9 châu. Như thế rõ ràng là từ xưa giao chỉ không phải là đất Trung Quốc. Khi buổi đầu mới dẹp yên, Thái Tôn Hoàng đế hạ chiếu tìm con cháu họ Trần để giữ việc thờ cúng. Như thế có nghĩa là triều đình cũng không coi giao chỉ là đất Trung Quốc. Trích Hoàng Lê, Hoàng Các Di Văn trong Quân Trung Tử Mệnh tập bổ biên. Thế kỷ 20, nhìn lại âm mưu hán hóa của nước ngoài, giáo sư sử học Trần Văn Dầu cũng tự hào nói rằng bị đô hộ hàng 10 thế kỷ bởi một đất nước có văn hóa cao hơn, số dân đông hơn gấp bội mà sau mấy ngàn năm, ta vẫn là ta. Hẳn không phải là mũi tên nhọn hơn, bắp thịt cứng hơn mà chủ yếu là nhờ văn hóa, nhờ đạo lý, nhờ hệ giá trị tinh thần của riêng mình. Chứ văn hóa lấy sức đọ sức, lấy số đọ số thì dân Việt Nam, nước Việt Nam chỉ còn là đối tượng khảo cổ học. Các bạn thân mến, trở lại với Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi tiếp tục nhấn mạnh trong quá trình dựng nước và giữ nước, Đại Việt có lịch sử, bao đời gây nền độc lập, xưng đế một phương qua các triều đại Triệu, Đinh, Lý, Trần, tồn tại và sánh ngang với các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên. Bằng những câu văn biển ngẫu, Nguyễn Trãi đã khẳng định sự bình đẳng của dân tộc Đại Việt với các nước lớn ở phương Bắc với một giọng sảng khoái và đầy tự hào. Tiếp đó, ông đề cập đến nhân tố quyết định sự tồn tại của đất nước, đó là hào kiệt, tức là những cá nhân có tài năng và chí khí hơn người, bởi hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Trong chiến đấu giữ gìn đất nước, hào kiệt thường được dùng để chỉ những người anh hùng. Nguyễn Trãi khẳng định, từ ngàn xưa, thời thế tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song Đại Việt đời nào cũng có nhân tài, hiền tài xây dựng đất nước. Trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, ở Đại Việt đời nào cũng có hào kiệt nêu cao truyền thống, yên dân trừ bạo. Lịch sử dựng nước của Đại Việt gắn liền với chống giặc ngoại xâm để giữ nước. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc xâm lược Minh do anh hùng hào kiệt Lê Lợi lãnh đạo chính là sự tiếp nối truyền thống yêu nước ấy của dân tộc. Sức mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là sức mạnh của nhân nghĩa. Như vậy, Đại Việt là quốc gia có chủ quyền, độc lập, tự do vì có cương vực, ranh giới lãnh thổ rõ ràng, có phong tục tập quán khác biệt, có các triều đại tồn tại riêng, có truyền thống văn hiến ngàn năm cùng với hào kiệt muôn đời. Từ các chứng cứ lịch sử trên, Nguyễn Trãi đi đến khẳng định, chủ quyền của Đại Việt là một chân lý tất nhiên, bất khả xâm phạm. Kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền của Đại Việt sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại. Những sự thật lịch sử tiêu biểu là minh chứng hùng hồn nhất cho chân lý đó. Vậy nên, Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thịnh lớn phải tiêu vong, Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Việc xưa xem xét, chứng cớ còn ghi. Thưa các bạn,
Lưu Cung tham công nên thất bại. Lưu Cung hay Lưu Nghiễm là vua Nam Hán, ra lệnh đánh và chiếm lại Tĩnh Hải quân, tức Đại Việt thế kỷ 10. Hắn sai con trai của mình là Lưu Hoàng Thao đem 2 vạn quân sang nước ta với danh nghĩa cứu kiểu công tiễn, nhưng đó là âm mưu thâm độc chiếm lấy vùng lãnh thổ màu mỡ này. Quân địch với chiến thuyền lớn khinh thường quân đội nhỏ bé của ta, như có thể ăn tươi nuốt sống đã hùng hổ tiến vào cửa Bạch Đằng. Ngô Quyền cùng với quân sĩ dũng mãnh và khôn khéo chiến đấu khiến quân Nam Hán đại bại. Hoàng Thao tử trận, nhưng bãi Cọc Lim và sông nước Bạch Đằng đã chôn vùi quá nửa quân sĩ nhà Hán. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã nhận xét: Lưu Cung tham đất đai của người, muốn mở rộng bờ cõi, đất đai chưa lấy được mà đã hại mất đứa con của mình và hại cả nhân dân, tức như Mạnh Tử nói, đem cái mình không yêu mà hại cái mình yêu vậy chăng? Đây là một trong những trận đánh lớn trong lịch sử dân tộc, với ý nghĩa chấm dứt hơn 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ cho đất nước. Phải đặt trong bối cảnh Bắc thuộc kéo dài sau 1.117 năm, từ năm 179 trước công nguyên đến năm 938, mới thấy hết ý nghĩa lịch sử vĩ đại của mốc son chói lọi này. Với bản chất tham lam khó đổi, thời gian sau, kẻ thù lại điên cuồng tấn công Đại Việt, và thất bại nối tiếp thất bại. Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong. Triệu Tiết là tên tướng giặc đời Tống, đã cùng Quách Quỳ đem 10 vạn quân xâm lược nước ta trong những năm 1075-1077. Cậy tướng mạnh quân đông, Triệu Tiết nghênh ngang, đắc ý, tưởng có thể làm chủ được vùng đất nhỏ bé này. Trận thủy chiến Đông Kênh, cùng kế lược mai phục và đánh bất ngờ của ta, đã làm đổ vỡ mưu kế hợp vòng chiến lược của Quách Quỳ. Sử sách đời Tống có ghi, Quỳ muốn rút quân về, sợ giặc tập kích bèn bắt quân khởi hành ban đêm, hàng ngũ không được chỉnh tề, tình hình hỗn loạn, dây xéo lên nhau. Chiến thắng Bạch Đằng cùng trận chiến trên sông Như Nguyệt đã tạo nên bản anh hùng ca hào sảng, góp phần lắm nên bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, Nam Quốc Sơn Hà, bài thơ thần tương truyền là của Lý Thường Kiệt. Ấy thế mà qua bao nhiêu năm, dã tâm xâm lược của chúng vẫn chưa dừng lại. Từ triều Nam Hán đến Tống, rồi tiếp tục là triều Nguyên tự chuốc lấy tiếng dơ không rửa, tiếng xấu còn lưu đến ngàn năm sau. Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Hàm Tử đã trận phản công của quân đội nhà Trần trước sự tấn công của Toa Đô. Chỉ huy đạo quân Đại Việt lúc bấy giờ là Trần Nhật Duật, một vị tướng tài trí. Ông đã phối hợp với Trần Quốc Toản và một hàng binh cũ của nhà Tống là tướng Triệu Trung. Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật gặp binh thuyền của Toa Đô ở bến Hàm Tử, bèn chia quân ra đánh. Hai bên ở thế rằng cố ác liệt. Toa Đô đi đường xa, giao chiến lâu ngày đã mỏi mệt, trông thấy cờ hiệu Tống của Triệu Trung lại tưởng rằng nhà Tống đã khôi phục sang giúp Đại Việt. Nhóm quân người Hoa trong hàng ngũ quân nhà Trần khi ấy đánh rất hăng. Nhờ cái ly gián của quân nhà Trần mà Toa Đô bị thua to, do nhiều tướng sĩ người Hoa không tận lực chiến đấu mà ra hàng. Ta đã giành thắng lợi, bắt sống Toa Đô. Trận đánh này đã có phần không nhỏ cho những chiến công hiển hách hơn sau này. Trước cái vườn không nhà trống của ta, cùng với việc Trần Khánh Dư đánh tan thuyền quân viện trợ, quân Nguyên Mông trở nên hoang mang và tìm cách rút quân về. Ô Mã Nhi không cho rút quân theo đường biển mà qua sông Bạch Đằng, vì hắn lầm tưởng đây là chỗ sơ hở của ta. Nhưng hắn đâu có lường trước được Bạch Đằng sẽ là nấm mồ dành cho hắn. Đại thắng của quân đội Đại Việt trong trận chiến trên sông Bạch Đằng không chỉ đập vỡ đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi, mà còn phá vỡ hoàn toàn âm mưu xâm lược Đại Việt, cũng như mưu đồ làm bá chủ toàn bộ Đông Nam Á của quân Nguyên Mông. Việc xưa xem xét, chứng cớ còn ghi. Với 2 câu kết của phần nêm luận đề chính nghĩa, Nguyễn Trãi muốn ta nhìn lại quá trình chiến đấu chống kẻ thù của dân tộc qua nhiều thế kỷ và tự hào về những trận chiến đó. Một lần nữa ông khẳng định, bất cứ kẻ nào có ý định thôn tính xâm lược Đại Việt đều phải chịu kết cục thảm hại, bởi cuộc chiến chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền dân tộc là cuộc chiến vì chính nghĩa, vì lẽ phải. Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo đã trở thành áng thiên cổ hùng văn bởi bút lực vô song của Nguyễn Trãi. Nghe đoạn văn mở đầu của bài cáo, ta đã thấy âm hưởng hào hùng, vang vọng bởi những lời khẳng định về nhân nghĩa và nền độc lập, chủ quyền của dân tộc Đại Việt. Đó là cơ sở để tố cáo tội ác của xâm lược Minh được trình bày ở phần 2 của bài cáo, là cơ sở để giải thích lý do vì sao quân và dân Đại Việt phải đứng lên để chiến đấu được trình bày ở phần 3 của bài cáo, và chiến thắng một cách oanh liệt và vẻ vang là phần kết của bài cáo. Cũng qua đoạn mở đầu này, Nguyễn Trãi đã giúp ta hiểu rõ chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc cũng như lịch sử đấu tranh hào hùng của cha ông ta ngày trước, bồi dưỡng cho mỗi con người đất Việt lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ và củng cố độc lập chủ quyền nước nhà. Các bạn thân mến, hôm nay, khi Tổ quốc đang đứng trước thử thách mới trên mặt trận đấu tranh để gìn giữ chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình, đọc lại Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, chúng tôi muốn cùng các bạn nhìn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc trước và sau thế kỷ 15,
thời kỳ chống xâm lược Minh của dân tộc ta, để cùng viết tiếp những trang sử vẻ vang ở thế kỷ 21 này.